Dạ vâng, em xin chào chị. Thì sáng nay em ra thăm vườn và em quay cái clip ngắn này gửi đến chị, là cái lô bông trang và hường đột xanh. Và cái lô này là hiện ảnh đang có nụ luôn á chị. Đây, cái bông của dàn hường đột xanh nè chị. Đa số là có nụ hết nè chị. Này, anh có nụ à? Bên này búp nhỏ nè chị. Cái này là ảnh mới vừa tàn ạ. Rồi, em quay cái clip ngắn này gửi đến chị. Ảnh cao hết rồi nha chị, cao khá là cao, một tấc hai gang tay, khoảng hơn 4 tấc ạ. Có cây nó xê xích thấp một chút ạ, thì ảnh có bông. Đấy, chị xem cái bông của ảnh, bông nở rất là dễ thương. Rồi, em cảm ơn chị đã xem cái video ngắn này của em. Chúc chị ngày mới, cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Em cảm ơn chị đã ủng hộ cây bên em trong thời gian qua. Chúc chị là luôn dồi dào sức khỏe, bạn sự như ý. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại chị trong video tiếp theo và trong những đơn hàng tiếp theo.